Hello, chào các bạn. Hôm nay Huy dẫn các bạn đến những mảnh đất là giá rẻ bất ngờ của thị trấn Tràng Bom mà chuẩn bị năm 2025 này đã lên thị xã Tràng Bom nữa. Thì đây là đường bê tông hóa hết rồi, điện có, nước đã có nước máy, và những lô hai mặt tiền, góc hai mặt tiền này bên mình mới đang là bán là mới có 650 triệu, còn lô cạnh thì giá lại rẻ hơn 50 triệu. Còn những lô sản phẩm bên này thì bên mình bán là 5 triệu rưỡi một mét tùy vị trí. Các bạn coi như thế nào? Tình hình giá đất càng ngày càng rẻ thì các bạn cần phải đầu tư ngay lúc này để chúng ta có những khu nhà ở mà vị trí đẹp nữa. Từ đây ra đến thị trấn Tràng Bom là 200 đến 500, 300 mét. 300 mét là đến ra thị trấn Tràng Bom này, tất cả các trường học, khu đô thị, và ở đây là trung tâm của thị trấn Tràng Bom. Hello, chào các bạn. Lúc nãy Huy cũng đã giới thiệu qua các bạn rồi. Bây giờ Huy dẫn các bạn đi từng sản phẩm và từng lô đất theo ý muốn của các bạn. Bây giờ Huy có những sản phẩm đất là rẻ nhá. Bây giờ Huy dẫn các bạn đi nhá. Chào các bạn. Đây là khu dân cư của thị trấn Tràng Bom nhá. Bên mình ở đây còn mấy lô nữa, 5 diện tích 5 x 20. Bây giờ tính như là bán là 5 triệu rưỡi một mét đến 6 triệu một mét. Ở đây còn hai lô nữa. Khu này khu dân cư hết, điện đã đầy đủ, nước sạch, nước không tên, và nhà dân đã đầy đủ hết rồi. Ở đây mình còn hai lô nữa. Đây, diện tích cho mình còn hai lô nữa, hai lô hai mặt tiền. Giá hiện tại là đi 650 một lô. Lô hai mặt tiền là 650, còn lô cạnh là 600. Cái này mình còn một lô nữa là giá là cũng 6 triệu một mét, tính như một mét. Đó là dài, là tùy thuộc vào vị trí đất. Còn đường thì bê tông đã đổ hết, điện nước đầy đủ, nước sạch đầy đủ, và đây khu dân cư ở đất rồi, kín hết rồi, đường xe hơi hai xe tránh nhau ok. Dưới này mình cũng còn mấy lô nữa, đó là quý vị cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại của anh em để anh em tư vấn cho quý vị rồi. Ok, xin chào.